Phút thiêng liêng chúng con quây quần, đốt nến nhang tìm lại tiếng ổ ơ của mẹ. Chùa xót thấy cảnh nhà hụt hẫng, thiếu bàn tay. Đó là thiếu bàn tay của mẹ, ơi mẹ kính yêu ơi. Mời quý vị đến với bài thơ Mẹ kính yêu, tác giả Thanh Tùng, qua giọng ngâm nghệ sĩ Thúy Vinh.
những cái ngày con Phút mất mẹ, đêm lạnh lùng ai oan tiếng từ quê. Thời gian trôi trôi mãi dõi cội nguồn như máu chảy về tim ngày dỗ mẹ.